đấy nhá, nó tiêu tiền liên tục. Khi mà anh em trở thành đại lý rồi tiền nó về mình đếm tiền thôi, chứ mình không phải đi trở lại từ khách một lần đấy, nó kiểu như thế. Anh em phải lên, không lên khôn quá, không nên đặt giá cao quá, mình phải ăn ít thôi, trên được làm để nhiều hơn. Trong kinh doanh đấy là bản thân đặc sắc của kinh doanh là ăn càng ít càng tốt, chia càng nhỏ ra càng tốt. Mà mình không phải làm gì cả, người khác kiếm tiền đấy cho mình thôi.